Các bạn ngày hôm nay An Đông sẽ giới thiệu cho các bạn cái chai vệ sinh da, ghế da và nội thất. Đây là chai mà của mảng xe hơi. Tuy nhiên là các bạn cũng sẽ sử dụng chai này cho vệ sinh ghế da trong gia đình của các bạn, ghế sofa. Đây là những vết bẩn các bạn đang thấy. Với những cái vết bẩn kết lâu ngày như này thì các bạn không thể dùng khăn được, mà các bạn bắt buộc sẽ phải dùng thêm một cái miếng cọ rửa như này. Các bạn đánh thì cái vết bẩn nó mới đi được. Sau đây thì An Đông sẽ thao tác cho các bạn xem. Các bạn xịt lên những cái vết bẩn như này. Sau đó các bạn dùng cái miếng cọ rửa các bạn đánh. Khăn thì chỉ dùng với những cái vết bẩn mới thì các bạn mới dùng được khăn. Chứ còn với những cái vết bẩn kết thì các bạn bắt buộc là phải dùng thêm những miếng cọ rửa như thế này thì vết bẩn nó mới đi được. Với những vết bẩn kết lâu quá thì các bạn có thể thao tác đánh độ 2-3 lần. Đó, các bạn đánh tròn đều như này. Miếng cọ rửa này thì không làm gây xước bề mặt và cũng không gây hại cho bề mặt da. Các bạn yên tâm là sử dụng. Và nó cũng rất là rẻ thôi. Hơn chục nghìn một miếng thôi. À, sau đây mình sẽ lau lại bằng cái giấy như này. Đây các bạn nhìn cái vết bẩn. Nó bị đánh ra. Rất là bẩn. Ghế này của mình thì khoảng mấy năm rồi không vệ sinh. Đây các bạn có thể nhìn thấy rõ rệt cái vết bẩn và vết vừa được vệ sinh. Với những vết mực như này thì có thể là nó sẽ làm mờ đi thôi. Và đánh lâu lâu ngày thì sẽ hết, chứ không thể hết ngay sau một lần đánh được. Và sau khi vệ sinh xong thì các bạn sờ lên nó sẽ có một cái lớp bóng. Lớp bóng này nó tạo ra nó sẽ dưỡng cho cái bề mặt da không bị nứt nẻ. Và nên vệ sinh thường xuyên hơn thì nó sẽ đảm bảo cho cái bề mặt da nó an toàn. Ghế ô tô các bạn cũng vệ sinh theo như hướng dẫn vừa rồi.